Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là cơ sở và là nền tảng quan trọng để Tây Ninh triển khai công tác thu hút đầu tư phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới. Quy hoạch đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống. Trong giai đoạn này, tỉnh lấy công nghiệp và dịch vụ du lịch làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, để Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đến năm 2050, Tây Ninh trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch phát triển và là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Là tỉnh có hệ thống quản trị công hiệu quả, môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn dựa trên hệ sinh thái bền vững và đa dạng. Để thực hiện đạt được các mục tiêu quy hoạch đề ra, Tây Ninh xác định 7 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trên các lĩnh vực. Đó là phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển bền vững, Tây Ninh xanh, phát triển du lịch và phát triển kinh tế dịch vụ.